Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 14 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam kỳ họp Quốc hội bất thường và tham nhũng chính sách. Mới đây, trong một bài phân tích chi tiết, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành nhận định rằng scandal Việt Á có đủ dấu hiệu của sự lũng đoạn nhà nước được chuẩn bị công phu chứ không còn là hành vi tham nhũng thông thường. Ít ai để ý rằng sự lũng đoạn nhà nước vẫn được bộc lộ qua những kỳ họp Quốc hội và các đạo luật được ban hành mở ra những đặc quyền, đặc lợi một cách công khai cho các nhà đầu tư kiểu như Vingroup tuyên bố đầu tư vào xe ô tô điện cùng lúc với chính phủ đề xuất giảm thuế về mức 3% đối với ô tô chạy pin. Tác giả Khắc Giang là nhà nghiên cứu sinh ngành khoa học và chính trị tại Đại học Victoria, New Zealand, có bài phân tích sự việc này đã được đăng tải trên đài BBC. Quốc hội Việt Nam cũng vừa kết thúc kỳ họp bất thường vào ngày 11 tháng 1, gọi là bất thường bởi Quốc hội chỉ họp 2 lần một năm, xuân thu nhị kỳ vào khoảng tháng 5 và tháng 10. Đây là hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp bất thường Quốc hội khóa 15. Nội dung kỳ họp lần này thì xoay quanh vấn đề về hồi phục kinh tế, đặc biệt là gói hỗ trợ trị giá hơn 15 tỷ đô la Mỹ được tung ra. Tuy nhiên, một nội dung quan trọng khác nhưng ít được chú ý hơn là việc Quốc hội sửa đổi 8 bộ luật lớn, trong đó có luật đầu tư, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật điện lực. Thông thường, để thông qua sửa đổi một bộ luật, quy trình lấy ý kiến và tham vấn sẽ tốn kém rất nhiều thời gian. Có những dự luật như luật về hội được đề xuất từ cuối những năm 1990 và có tới 13 dự thảo nhưng rốt cuộc đến nay vẫn chưa được trình ra Quốc hội. Tuy nhiên, về những dự luật kể trên áp dụng quy trình rút gọn của một kỳ họp bất thường, thời gian tham vấn thực tế chỉ là 20 ngày, khác với nhiều dự thảo khác. Công chúng gần như không biết tới nội dung các đề xuất sửa đổi lần này. Các tổ chức nghiên cứu và chuyên gia độc lập không thể có đủ thời gian đánh giá các tác động của luật. Bởi thế, các đại biểu Quốc hội phụ thuộc hoàn toàn vào giải trình của ban soạn thảo khi quyết định bấm nút. Việc đánh nhanh thắng nhanh để những sửa đổi được thông qua nhanh và chóng vánh còn đáng ngờ hơn nếu đi sâu vào từng chi tiết. Về luật thuế tiêu thụ đặc biệt, chính phủ đề xuất giảm thuế về mức 3% đối với xe ô tô chạy pin trong vòng 5 năm. Đây là hình ảnh Phó Chủ tịch Vingroup bà Lê Thị Thu Thủy tuyên bố VinFast sẽ dừng sản xuất xe xăng, chuyển hoàn toàn sang xe điện. Tháng trước, VinFast đã khởi công xây dựng nhà máy sản xuất pin tại khu vực kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh của Việt Nam. Đây là chính sách nghe thì có vẻ mang mục tiêu cao đẹp là giảm khí thải, khuyến khích tiêu dùng xanh, cũng như phù hợp với cam kết chống biến đổi khí hậu gần đây của Việt Nam tại hội nghị COP26 ở Scotland. Tuy nhiên, đến thời điểm ban hành lại trùng một cách đáng ngạc nhiên với việc công ty VinFast, hãng sản xuất ô tô của tập đoàn Vingroup, tuyên bố chuyển thẳng sang mảng ô tô điện từ năm 2022. Sau khi vài năm bắt bán nợ đầu bán xe xăng thì lỗ vốn tới hàng tỷ đô la. Do các hãng xe điện nước ngoài như Tesla khó thâm nhập thị trường nội địa bởi chưa có cơ sở hạ tầng, sửa đổi này đã giúp cho VinFast một mình một ngựa thống trị thị trường ô tô điện trong nước. Tất nhiên, không có sự cao đẹp nào là miễn phí cả. Nếu tính theo kế hoạch bán xe điện của Vingroup trong năm 2022 là khoảng 49.500 xe, thì nhà nước sẽ thất thu khoảng 684 tỷ đồng nếu không áp dụng mức thuế xuất hiện hành cho các loại ô tô khác là 15%. Luật điện lực sửa đổi cho phép tư nhân tham gia đầu tư phát triển hạ tầng và vận hành truyền tải một số khâu nhất định. Lý lẽ của ban soạn thảo cũng rất hợp lý như thiếu hụt hạ tầng hệ thống truyền tải khiến ngành điện lực gặp nhiều khó khăn khi vận hành. Điều này trùng hợp là vào cuối năm 2020, Trung Nam Group là đơn vị tư nhân đầu tiên đầu tư vào hệ thống truyền tải. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch tập đoàn Trung Nam Group. Truyền tải điện là lĩnh vực nhạy cảm, ảnh hưởng lớn đến an ninh quốc gia và cần phải được xem xét kỹ lưỡng. Ngay cả những nước tư bản như New Zealand, truyền tải luôn là độc quyền của nhà nước. Ở Lào, sau khi không thể trả đủ nợ, nước này đã phải bán công ty truyền tải điện quốc gia cho Trung Quốc, tạo ra lo ngại về an ninh. Không thể phủ nhận nhu cầu đầu tư hạ tầng truyền tải điện, nhưng liệu những rủi ro của dự án
đã được nghiên cứu thấu đáo hay chưa? Đây là câu hỏi được dư luận đặt ra. Luật đầu tư sửa đổi đề nghị thay đổi phân cấp thẩm quyền cấp phép dự án đầu tư khu nhà ở có quy mô là 50.000 người cho địa phương, tức là Ủy ban Nhân dân tỉnh. Điều này trên lý thuyết giúp địa phương có nhiều tự do hơn trong việc quyết định các chính sách đô thị hóa, nhưng lại đặt người dân, đặc biệt là nông dân, vào rủi ro rất lớn vào việc cưỡng chế và thu hồi đất đai. Kể cả với quyền lực hạn chế về đất đai như hiện nay, từ rất lâu vấn đề thu hồi đất đã là điểm nóng chính của Việt Nam. Từ những vụ tham nhũng hàng ngàn tỷ cho những bi kịch như ở Văn Giang, Hưng Yên năm 2012, Tiên Lãng, Hải Phòng vào năm 2013 hay gần đây nhất là Đồng Tâm, Hà Nội vào năm 2021. Và khi được ban thêm quyền trinh sát, lấy gì để đảm bảo các quan chức địa phương không bất chấp phép thua vua lệ làng? Biết hình ảnh tấn công vào làng Đồng Tâm, hành quyết dã man cụ Lê Đình Kình, rồi dùng toán tuyên tử hình hai người con trai của cụ Kình và xử tù hàng loạt dân làng Đồng Tâm. Về bản chất, đây chính là sự giành giật đất đai với người nông dân của nhóm lợi ích. Ngoài ra, Quốc hội cũng thông qua một số sửa đổi nhỏ khác như đưa dịch vụ an ninh mạng vào danh mục kinh doanh có điều kiện. Sửa đổi này, dù là hợp lý, cũng cần phải tuân thủ và thảo luận sâu rộng và lấy ý kiến tham vấn của các bên ảnh hưởng một cách cẩn trọng trước khi trình ra Quốc hội. Tất nhiên, những đề xuất sửa đổi chỉ có thể được là mục đích tốt nhằm cải thiện môi trường đầu tư, góp phần thúc đẩy phục hồi kinh tế. Tuy vậy, một số vấn đề về chính sách luôn có hai mặt. Việc xây dựng luật vì thế cần phải cân nhắc kỹ lưỡng để hạn chế những tác động tiêu cực có thể xảy ra. Ví dụ như tăng thẩm quyền cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, cần đồng thời tăng cường cơ chế tiếp nhận và xử lý khiếu nại của người dân, đề phòng nảy sinh ra mâu thuẫn về sử dụng đất đai. Thêm vào đó, những sự trùng hợp đầy ngẫu nhiên như đề cập ở trên đặt ra nghi vấn là chính sách bị thao túng cho một nhóm lợi ích. Để đánh giá nghi ngờ, các dự luật phải được thảo luận công khai và các bên tham vấn, từ cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, báo chí và người dân, cũng cần có đủ thời gian để nghiên cứu và tranh luận, đối chất với ban soạn thảo. Đáng tiếc là với một quy trình rút gọn như kỳ họp vừa rồi, điều này đã không xảy ra. Vấn đề của tham nhũng chính sách là rất khó xác định. Nhận một cọc tiền, ký một quyết định bổ nhiệm hay đi một xe Lexus biển xanh thì dĩ bị phát hiện và xử lý. Nhưng nếu anh đường đường chính sách ban hành một văn bản pháp luật đúng quy trình để hỗ trợ cho sân sau của mình thì gần như không thể quy kết về trách nhiệm được. Tham nhũng chính sách thì nguy hiểm bởi nó tinh vi hơn, tác động lớn và nghiêm trọng hơn, và đặc biệt là bởi có hợp thức hóa tham nhũng thành một hành vi lập pháp bình thường. Đây là hình ảnh vụ Việt Á có đủ dấu hiệu của sự lũng đoạn nhà nước được chuẩn bị công phu, chứ không còn là hành vi tham nhũng thông thường, theo nhận định của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Đức Thạch. Câu chuyện về thông đồng giữa Việt Á và các quan chức của Bộ Y tế và Bộ Khoa học và Công nghệ vừa qua có lẽ chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm. Thực tế đã còn rất nhiều vụ như thế không thể bị phát hiện. Bê bối của Việt Á bị phanh phui với nhiều tình tiết bất thường liên quan đến can dự của nhiều cơ quan nhà nước và bộ máy quản chủ. Tham nhũng chính sách đương nhiên không chỉ là vấn đề của riêng Việt Nam. Tuy nhiên, ở nhiều quốc gia, việc vận động hành lang để tạo lợi thế cho một số lợi ích nhóm được kiểm soát chặt chẽ bằng luật. Quan trọng hơn, sức mạnh và khả năng giám sát của báo chí và các tổ chức xã hội dân sự đã giúp hạn chế nhiều những việc chính sách bị thao túng. Nhưng đáng tiếc là ở Việt Nam hiện nay, không gian hoạt động của cả báo chí và xã hội dân sự đều đang bị thu hẹp và bóp nghẹt. Khối tổ chức được cho là có chức năng giám sát là hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức quần chúng như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và Hội Nông dân v.v. dường như không có đủ năng lực để thực hiện. Hơn nữa, bởi các tổ chức này đã trực thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam, ban cho họ quyền giám sát thì không khác nào vừa đá bóng vừa thổi còi. Với tình cảnh đó, chữa bệnh tham nhũng chính sách hiện tại có lẽ còn khó hơn đối phó với đại dịch COVID-19 ở Việt Nam. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Năm ngày 13 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Tân Hoàng Minh bỏ cọc đấu giá lô đất nghìn tỷ ở Thủ Thiêm. Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng vào ngày 10 tháng 1 đã có tâm thư gửi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo đảng, nhà nước về việc tự nguyện xin đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá tài sản ô đất 3-12 khu chức năng số 3 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Lá thư nói chúng đấu giá kết quả là 2,45 tỷ đồng trên một mét vuông sẽ dẫn đến sự xáo trộn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản nói riêng và kinh tế nói chung. Đây là hình ảnh ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tân Hoàn Minh bên phải tại buổi đấu giá khu đất Thủ Thiêm vào hồi tháng 12 năm 2021. Lá thư viết rằng đây là mức giá cao bất ngờ, ngay cả bản thân tôi trước khi tham gia đấu giá cũng không bao giờ nghĩ đến. Nhưng trong thực tế, trong quá trình tham gia đấu giá, có nhiều nhà đầu tư tham gia đấu giá trả cao đến mức 20.000 tỷ đồng rồi bỏ cọc. Từ đó, chỉ còn lại một mình nhà đầu tư nước ngoài và tôi tiếp tục tham gia đấu giá. Nếu tôi bỏ cọc thì lô đất được đánh giá đẹp nhất bán đảo Thủ Thiêm sẽ thuộc về sở hữu nhà đầu tư của nước ngoài. Chúng tôi cũng xin tự nguyện đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá tài sản ô đất 3-12 khu đô thị mới Thủ Thiêm và chấp nhận chịu mọi chế tài về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng này theo quy định của pháp luật về việc đấu giá tài sản công. Ông Dũng đã viết như vậy trong lá đơn của mình. Lá thư sau nói sau khi chúng đấu giá với giá quá cao, Tân Hoàn Minh lắng nghe dư luận và thấy rằng kết quả chúng đấu giá ở mức cao như vậy có thể dẫn đến hệ lụy không tốt. Trước đó, 4 lô đất rộng khoảng hơn 30.000 m² thuộc khu chức năng số 3, khu Bắc, khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tháng 12 năm 2021 đã được đấu giá với mức là 37.350 tỷ đồng, cao gần gấp 8 lần giá khởi điểm. Công ty chúng đấu giá cao nhất là công ty Ngôi Sao Việt, một công ty con của tập đoàn Tân Hoàn Minh, chúng lô từ 3-12, diện tích 10.000 m² với giá là 24.500 tỷ đồng, tương đương khoảng 2,4 tỷ đồng mỗi mét vuông. Ba công ty còn lại là công ty Bình Minh trúng 5.000 m² với giá 5.026 tỷ đồng, công ty Shen Mega 8.500 m² với mức giá 4.000 tỷ đồng, công ty Dream Republic 6.400 m² với mức giá 3.200 tỷ đồng. Đây là hình ảnh 4 lô đất được đấu giá ở Thủ Thiêm. Bộ trưởng của Bộ Tài chính Việt Nam Hồ Đức Phước vào ngày 4 tháng 1 cho rằng việc đấu giá ở Thủ Thiêm gây ồn ào mới đây là điển hình làm nhiễu loạn thị trường. Ông phát biểu chiều ngày 4 tháng 1 khi Quốc hội thảo luận tại tổ về gói chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Nhiều trường hợp vốn vay gấp nhiều lần vốn chủ sở hữu nhưng vẫn phát hành trái phiếu doanh nghiệp để huy động vốn lấy tiền để buôn bán bất động sản. Chẳng hạn như đấu giá đất ở Thủ Thiêm là điển hình làm nhiễu loạn thị trường. Ông Phước đánh giá như vậy. Còn Đài Truyền hình Việt Nam VTV cho biết khi trao đổi thêm về vấn đề này bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Hồ Đức Phước so sánh tại thành phố Hồ Chí Minh, đường Nguyễn Huệ có giá trung bình 1,5 tỷ đồng mỗi mét vuông, nhưng Thủ Thiêm là khu vực hạ tầng mới lại có mức đấu giá lên tới 2,4 tỷ đồng mỗi mét vuông. Ông nói cần xem xét các nhà đầu tư có thực hiện đúng theo cam kết trúng giá hay không, hay là bỏ cọc. Và dư luận cho thấy rằng viễn cảnh tương lai dần hiện ra. Tờ báo Thanh Niên dẫn lời ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam nhận định rằng dù đây chỉ là một hiện tượng nhưng có khả năng tác động đến giá của thị trường bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các tỉnh lân cận nói chung. Nếu đẩy giá tăng quá cao sẽ tạo ra bong bóng thị trường bất động sản và nguy cơ dẫn đến đổ vỡ hay đóng băng của thị trường này sẽ gây ra bất ổn cho nền kinh tế. Còn trong trường hợp doanh nghiệp chúng đấu giá rồi nhưng không hoàn thành hợp đồng, ngoài việc bị mất tiền cọc thì tác động nói trên vẫn còn. Đây là hình ảnh copy bản chính 3 trang của tâm thư của ông Đỗ Văn Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàn Minh gửi đi các cấp lãnh đạo nhà nước. Do vậy, đối với những doanh nghiệp đã chúng đấu giá trong khu vực đất Thủ Thiêm, nếu không hoàn thành nghĩa vụ tài chính sau đấu giá thì phải bị xử lý nghiêm để tránh các trường hợp tương tự xảy ra vì đã gây ra hậu quả rất lớn. Đó là phải cấm các đơn vị trên và kể cả những doanh nghiệp liên quan tham gia cuộc đấu giá quyền sử dụng đất trên cả nước trong nhiều năm hoặc thậm chí là vĩnh viễn. Đồng thời cũng không giao các dự án bất động sản cho những doanh nghiệp đó thực hiện trong một thời gian dài, ông Đính đề xuất. Còn trên tờ báo Việt Nam Express, ông Huỳnh Phước Nghĩa, chuyên gia tư vấn cấp cao của công ty tư vấn kinh doanh hội nhập toàn cầu, cho rằng bất lợi sẽ nghiêng về các nhà đầu tư mới đang có ý định muốn
cập bến Thủ Thiêm để kiến thiết đô thị giai đoạn sau này. Ông nói, nếu nhìn xa hơn, giá đất tăng thẳng đứng gấp 8 lần sẽ triệt tiêu sức hấp dẫn của Thủ Thiêm, trì hoãn quá trình phát triển của đô thị mới và khiến nơi này bị lũng đoạn giá, ông Nghĩa nói. Nhưng ông Trần Khánh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Việt An Hòa, đã nói với báo Kinh tế và Đô thị rằng kết quả đấu giá đất ở Thủ Thiêm mang nhiều ý nghĩa tích cực. Ông nói, một khi doanh nghiệp chấp nhận bỏ ra số tiền rất lớn để đấu giá đất, đồng thời họ cũng nghĩ ra việc vị trí đắc địa và những tiềm năng tương lai của khu đô thị mới Thủ Thiêm. Và không thể phủ nhận tính minh bạch, khách quan của chương trình đấu giá 4 lô đất vàng vào ngày 10 tháng 12 vừa qua, vì thông qua đó đã phản ánh giá trị thật của bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, mà cụ thể là ngay tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Thực tế, giá đất ở đây cao vì doanh nghiệp đánh giá được giá trị thật của bất động sản khu vực này, chứ không phải là thổi giá mà không có cơ sở. Song, việc đẩy giá đất lên quá cao cũng sẽ mang đến những mặt bằng không thuận lợi cho thị trường bất động sản. Điển hình là kết quả đấu giá của những lô đất còn lại ở Thủ Thiêm sẽ gặp khó khăn, vì nếu thấp hơn cũng khó mà cao hơn cũng khó. Tức là trong tương lai, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải xem xét lại công tác định giá đất. Đây là hình ảnh lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa tập đoàn FEC và tập đoàn Tân Hoàn Minh. Ông Đỗ Anh Dũng bên trái và ông Trịnh Văn Quyết bên phải vào ngày 11 tháng 1 xuất hiện thông tin về việc ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn FEC bán chui 74,8 triệu cổ phiếu gây chấn động dư luận. Và vụ việc này đang làm dư luận phẫn nộ vì nhiều nhà đầu tư đã bị mất tiền. Chưa kể hậu quả đấu giá đất vừa qua có thể ảnh hưởng lâu dài đến thị trường bất động sản, vì quá trình đấu giá đất tại Thủ Thiêm dự kiến vẫn còn kéo dài trong thời gian tới. Vô hình chung đã hình thành một mặt bằng giá mới do hiệu ứng té nước theo mưa gây ra cú sốc giá trên thị trường. Tuy nhiên, nếu căn cứ vào những bất cập này để kết luận rằng phân khúc nhà ở bình dân sẽ bị bỏ trống là thiếu hợp lý, bởi vì thị trường bất động sản tự do về giá, có giá cao và có giá thấp. Với khu vực Thủ Thiêm, đây là phân khúc chủ yếu cho nhà đầu tư, chỉ phù hợp với các dự án từ trung cấp trở lên, ông Quang nói. Luật sư Vũ Đức Khanh, chuyên ngành luật kinh doanh bất động sản tại Canada, khi trả lời đài FA hôm 11 tháng 1 cũng nhận định như sau. Việc nhà đầu tư dám bỏ giá cao, tức là gấp 8 lần giá gọi, để được thắng thầu có nghĩa là họ thật sự có kế hoạch cụ thể để thực hiện dự án, vì những quy định đấu thầu như bỏ cọc 20% và những quy định khác cũng khá chặt chẽ. Nên nếu các bên tham gia thực hiện đúng thì không có vấn đề gì. Rủi ro càng cao thì lợi nhuận càng nhiều và kinh tế thị trường tự do là phải để cho nó tự vận hành theo luật cung cầu. Nhà nước chỉ đóng vai trò điều tiết bằng chính sách và pháp luật để đảm bảo tính cạnh tranh minh bạch và công bằng. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, không loại trừ khả năng đầu cơ trục lợi, chứ không phải là đầu tư. Và việc này sẽ ảnh hưởng không nhỏ khi kinh tế toàn cầu khó khăn và thị trường bất động sản đã bị bể bong bóng. Cái chính phủ cần làm hiện nay trong vụ này là phải rà soát các quy định về vay vốn ngân hàng và thế chấp bất động sản, đặc biệt đối với các ngân hàng có vốn của nhà nước. Đây là hình ảnh sau khi tăng nóng kỳ lạ thì chứng khoán bất ngờ lao dốc sau khi thông tin về FEC giao dịch chui và Tân Hoàn Minh bỏ cọc. Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Huy Vũ khi trả lời đài FA vào hôm 11 tháng 1 từ Na Uy cũng cho rằng có hai vấn đề liên quan đến việc đánh giá đất tại Việt Nam cao bất thường. Vấn đề thứ nhất, theo ông Vũ, đó là người dân bị tước quyền sở hữu mảnh đất của mình thông qua cái gọi là đất đai thuộc sở hữu của toàn dân nhưng do nhà nước quản lý. Khi người dân mất quyền sở hữu đất thì lợi dụng kẽ hở đó, chính quyền địa phương dễ dàng đẩy họ đi và bán mảnh đất đó cho người khác nhằm kiếm lợi. Chừng nào mà vấn đề sở hữu đất và tôn trọng quyền sở hữu chưa được thực thi một cách nghiêm ngặt, chừng đó người dân còn bị mất đất và chuyện bồi thường một cách không công bằng còn diễn ra. Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ nói tiếp. Vấn đề thứ hai đó là vấn đề tư bản thân hữu, cấu kết với chính quyền để nâng giá đất lên và làm lũng đoạn thị trường. Việc đưa ra một mức giá lên rất cao để giành quyền mua đất một cách gián tiếp, đẩy mức giá ở khu vực xung quanh lên cao. Với câu hỏi là liệu rằng những người đấu thầu có bỏ tiền ra để thực hiện việc mua đất chính thức hay không, ông Vũ nhận định như sau. Nếu số tiền phạt vì không thực hiện việc giao dịch sau khi đấu thầu nhỏ hơn số lợi nhuận có được từ việc nâng giá đất, thì nhiều khả năng là người đấu thầu sẽ chấp nhận mất tiền phạt chỉ để đạt được mục tiêu là nâng giá đất kiếm lời cho các dự án khác của mình.
Để giải quyết vấn đề này, có lẽ chính quyền nên áp dụng mức phạt cho việc hủy giao dịch sau khi đấu thầu theo một mức tỷ lệ thuận với giá đấu thầu, 10% chẳng hạn, và mức phạt thấp nhất là mất tiền cọc. Một mức phạt cao sẽ hạn chế việc bỏ thầu rồi chạy.